Vâng, một trời ngày hôm nay thì đang mưa gió và em Lợi lại tiếp tục về một em Fortuner. Vâng, ngày mưa gió lại có Lộc về. Toàn bộ chiếc Toyota Fortuner mà em Lợi đang chuẩn bị giới thiệu cho quý anh chị đây. Đây là toàn bộ về phần chiếc Toyota máy dầu, ngoại thất, xe biển Hà Nội, giá khá là đẹp. Toàn bộ chiếc xe máy số là nguyên zin. Khẳng định với quý anh chị không có chiếc thứ hai đẹp như thế này đâu ạ. Đây bây bắt đầu em phải giới thiệu chi tiết từng cái nét đẹp của chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2012, máy dầu, số sàn, form mới cho quý anh chị nhá. Chiếc xe này là đăng ký lăn bánh tháng 11 năm 2012. Đấy, toàn bộ xe là form mới, mặt ca lăng, đèn vuông, la răng kép, la răng trẻ đấy. Toàn bộ xe thì khá là đẹp, đang hoạt động máy móc bình thường và toàn bộ máy rất chi là chất. Máy cam kết là nguyên zin, nội thất cực kỳ đẹp, vô lăng không chạy dịch vụ và toàn bộ chiếc xe một chủ từ mới tên tư nhân biển Hà Nội 29A 62692. Vâng. Đây là toàn bộ về phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Đồng vỏ chiếc xe thì khẳng định một điều với quý anh chị, không có đâm xô biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn, máy số là nguyên zin và tự tin khẳng định luôn bằng văn bản với quý anh chị, nếu anh chị đến xem xe phát hiện ra xe bị đâm va tai nạn về phần vỏ hoặc thay thế kính thì bên em khẳng định một điều là bồi thường quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Đấy. Máy số là nguyên zin. Đây là toàn bộ cái phần liên sườn bên ngoài, bên phụ của chiếc xe đấy, khe hở cánh cửa khá là đều, toàn bộ là nguyên zin, xe màu bạc 7 chỗ ngồi, máy dầu đi khá là tiết kiệm. Với cái thời buổi mà xăng đang tăng giá hàng ngày này mà quý anh chị sử dụng một chiếc xe máy dầu này đi thì khá là tiết kiệm túi tiền. Toàn bộ xe chất lượng, lốp mới thay một dàn, màn hình đã được full đồ chơi, màn hình cam lùi, cam hành trình đều có đủ hết rồi. Và toàn bộ xe thì máy số là nguyên zin. Đấy. Đèn, bốn đèn trước sau và đèn gầm, đèn hậu đều là nguyên bản. Em Lợi là khẳng định kiểm tra nhé. Nên là quý chị yên tâm, có thể đến để kiểm tra, mang ra hãng. Tất cả đều được bảo dưỡng lịch sử trong hãng Toyota. Đấy, em quay nguyên cả biển số luôn, toàn bộ xe một chủ từ mới, tên tư nhân, biển Hà Nội. Với những cái chiếc xe mà chạy Hà Nội này loanh quanh trong phố, chất xe thì khá là đẹp, không có sợ bị mục mọt phần gầm. Và toàn bộ phần gầm của chiếc xe thì quá chất, sơn zin. Xe được trang bị xi nhan trên gương, giá nóc bật lên xuống và đèn pha bi xi lông. Đấy, toàn bộ đèn pha, do hôm nay trời mưa nên là em Lợi quay tạm cho quý anh chị xem. Đấy, toàn bộ đèn pha zin này, rất chi là sáng và đẹp. Từ các cái khe hở capo, mặt ca lăng, ba đờ sốc khá là đẹp. Xe biển cũng khá là VIP, 62692. Đấy, toàn bộ xe, phần đầu của chiếc xe khá là đẹp. Đấy, với những chiếc xe mà bên Lợi cam kết thì đây là khẳng định một chiếc xe đẹp. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, đây là toàn bộ cái phần la răng, lốp của chiếc xe, lốp hút ria, là răng form mới, là răng trẻ. Đấy, toàn bộ lốp thì khá là dày. Với cái phần lốp này thì quý anh chị cũng đi thoải mái. Đấy, với chất lốp thì khá là đẹp, dày. Lốp 265 65R17. Đấy, gót ria. Và các cái phần cu lốp này, đấy, cu lốp và ốc này, zin toàn bộ, khá là đẹp. Từ các khe hở ba đờ sốc này đều nhau theo thời gian. Đấy, bậc lên xuống của chiếc xe thì không chạy công trường nên là bậc lên xuống là khá là đẹp. Đấy, bậc bơi lên xuống và ba bu lê này. Đấy, toàn bộ chất xe này đánh giá là quá là đẹp luôn. Sơn này đồng vỏ khá là đẹp, không có dấu hiệu bị móp méo.
Đây là lốp phía sau của chiếc xe. Đấy. Và các cái phần cua lốp sáng đẹp đều. Đấy. Không bị mục mọt sắt si, không hoen gì. Đấy. Do hôm nay thời tiết em quay trời mưa. Nhưng mà nhìn cái phần sắt si là sơn zin này, toàn bộ sơn zin hết. Rất chi là đẹp. Phía sau của chiếc xe thì được mạ chrome. Đấy, toàn bộ body kit mạ chrome. Từ các cái phần lốp sơ cua gầm khá là đẹp. Đấy. Gầm lốp chiếc xe này thì quá chất rồi nên là quý anh chị không phải lo nghĩ gì về phần gầm lốp, camera lùi, màn hình đầy đủ hết. Đấy, cam hành trình. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Hai bên cốp sau thì đường gân khá là đẹp và toàn bộ sơn zin này. Đấy. Đường gân mỏng và sơn zin. Tất cả các cái ốc cốp sau đều là nguyên bản, chưa tháo lắp, chỉ cốp đều nguyên zin. Từng các cái phần trải sàn ra và trần nỉ nguyên bản từ mới. Rất chi là đẹp. Nội thất chiếc xe hai bên thành không chở hàng, không dịch vụ nên là hai bên thành không bị chảy xước. Đấy, toàn bộ hai bên thành không bị chảy xước. Kích lốp đầy đủ hết. Trên đường mà có vấn đề gì bị thủng xăm thủng lốp thì quý anh chị yên tâm về kích lốp đầy đủ hết. Đèn hậu này, các cái phần ốc đèn hậu là nguyên bản chưa tháo đâu này. Đấy, các cái cạnh ốc rất là sắc và đèn hậu là nguyên zin. Nội thất ghế của chiếc xe được trang bị nội thất ghế da hai màu. Toàn bộ táp ly cánh cửa là nguyên bản mới, chỉ cánh cửa là nguyên zin. Và các cái thông số kính thì đều của hãng Toyota. Theo năm sản xuất của chiếc xe hết và tay nắm táp ly cánh cửa này không bị mòn. Nội thất ghế khá là đẹp. Đấy, nội thất ghế rất chi là căng. Bóng khí, hai bóng khí nguyên zin, màn hình. Điều hòa âm thanh thì em Lợi cũng đã test toàn bộ đều hoạt động khá là tốt. Đấy, toàn bộ bóng khí là nguyên zin này. Đấy, vô lăng của số khá là đẹp. Chất vô lăng cực kỳ đẹp. Xe còn đủ hai chìa khóa nhé. Đấy, toàn bộ đủ hai chìa khóa zin theo xe của hãng Toyota. Xe được trải sàn da và toàn bộ trải sàn da này rất chi là vệ sinh sạch đẹp và toàn bộ bậc lên xuống của chiếc xe thì không có dấu hiệu bị mòn. Các cái phần ốc cột và cột thì em Lợi đã kiểm tra. Đấy, đều nguyên zin và tem mác của nhà máy này, năm sản xuất 2012. Đấy, toàn bộ ốc đều nguyên bản. Bên em thì đăng nguyên biển số và thông số năm sản xuất chuẩn cho quý anh chị. Đấy, có một số đơn vị thì xe 212 đăng ký 13 thì lại quảng cáo là 13, nhưng mà cái này tất cả đều đóng thuế phí theo năm 2012 hết. Không quan trọng cái đăng ký năm nào. Đây là toàn bộ cái phần tay nắm cánh cửa phía sau của chiếc xe. Đấy, toàn bộ cánh cửa phía sau thì khá là đẹp. Cáp ly cánh cửa bậc lên xuống, nội thất ghế phía sau. Đây là toàn bộ táp ly mà điều hòa màn hình. Cam hành trình đây, đấy, toàn bộ cam hành trình của chiếc xe này được gắn ở trên này màu đen này. Bên trong đấy, toàn bộ vô lăng của chiếc xe. Các bác nhìn cái vô lăng thấy mới chưa? Toàn bộ cái núm quai và hai bên đều chưa bị mòn. Đấy, tích hợp vô lăng các thứ nó không bị mòn và hai bên núm quai nó sáng đều. Bàn đạp phanh ga tất cả đều rất chi là đẹp. Từ các cái phần nhựa thì không bị chảy xước. Tì tay đây, cái tì tay này nó rất chi là đẹp, không bị mòn. Nếu mà chiếc xe dịch vụ chạy là nó mòn hết rồi. Và táp ly tay nắm cánh cửa đều đẹp.
cam kết mang đến cho quý anh chị và các bạn những chiếc xe chất lượng, hài lòng. Toàn bộ tay nắm, táp ly, cánh cửa bên lái và chỉ cánh cửa bên lái là nguyên zin này. Tất cả các cái thông số kính thì đều của Toyota và đều có số 2 theo năm sản xuất 2012 của chiếc xe. Và xe được bảo dưỡng định kỳ đây, toàn bộ phiếu nhắc nhở định kỳ, được bác chủ rất chi là chăm chút. Nội thất vô lăng khá là đẹp. Đây là toàn bộ phần đầu và phần máy của chiếc xe. Phần đầu thì toàn bộ cái phần rằng ốc là nguyên zin này. Đấy. Ốc khóa này, chưa tháo lắp này. Đấy. Toàn bộ ốc rằng đầu đều rất chi là mới, chưa tháo lắp gì. Đấy. Từ các cái ốc tai, ốc cabo nguyên zin. Chỉ cabo là nguyên bản này. Đấy. Cabo nên là tuyệt nhìn không có dấu hiệu đâm xô cái phần đầu của chiếc xe. Với cái cabo đẹp và nguyên như thế này, tem mác của nhà máy còn nguyên bản hết. Máy của chiếc xe thì khá là sáng và toàn bộ phanh ABS chưa tháo lắp đâu, sơn đánh dấu này. Đấy, bảy màu của nhà máy còn nguyên. Máy cổ bô cổ xả rất là sáng. Đấy. Máy khá là đẹp đấy quý anh chị ạ. Chất máy sơn cực kỳ đẹp. Sơn đánh dấu bảy màu sáng khôn từng con ốc một. Máy rất chi là mới. Vâng, và đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Máy dầu chạy khá là êm. Tất cả các cái tem mác của nguyên này. Máy nổ khá là êm, không có dấu hiệu bị rung lắc. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn, sản xuất năm 2012, phòng mới. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.